Mời các bạn đón xem tiếp bộ truyện Không đời nào mà cà rồng làm gì có thật, tập 12. Biết ngay mà. Đùng đoàn. Cậu tăng cân rồi nè. Tôi tăng cân rồi. Tôi nghĩ mọi thứ cậu cho tôi ăn đều vào đây hết rồi. Ha ha, bụng mỡ. Ôi, Đông Hà yêu quý. Tôi tự hỏi, cậu mũm mĩm thế này là để làm gì nhỉ? Hả? Cậu ấy là để cho ai thế? Tất nhiên là tôi cử cậu ta đến là để cho tất cả mọi người. Các cậu đều cầu xin tôi ngày đêm để gửi cho các cậu một con người sống cùng nhà. Vậy sao? Sao thế? Không thích Đông Hà sao? Không phải là không thích. Được không? Tụi mình làm nhé, Su Won. Thật ra, mình phát điên vì một lý do hoàn toàn ngược lại. Tôi luôn dễ bị cám dỗ như vậy sao? Không biết có chuyện gì nhưng... Có vẻ cậu ấy có nhiều thứ phải suy nghĩ lắm. À, sếp quên. Là về Ưng Hô. Gần đây cậu ấy thức cả đêm để chơi game. Hãy mắng cậu ấy giúp tôi. Cậu ấy luôn ngủ gật trong lớp vì chuyện đó. Ha ha. Cậu biết là cậu ta không nghe lời tôi mà. Đe dọa, cắt giảm trợ cấp, chắc chắn cậu ta phải nghe. Seon-che và Gu-min thì không có chuyện gì xảy ra cả. Họ dồn hết tâm trí vào Đông Ha rồi, vì vậy họ không có gây hấn với phụ nữ nữa. Ngay cả Gu-min cũng chỉ yên lặng ở nhà. À, họ luôn than phiền về việc phải bí mật uống máu đóng túi. Nhưng... Cậu mua xong hết đồ rồi hả? Không, tôi cần mua thêm chất tẩy rửa. Thỉnh thoảng cậu ấy nói rất nhiều nhỉ? Nhưng lại chẳng bao giờ nói về bản thân mình. Một cậu nhóc đáng yêu. Cậu không thể lừa được tôi đâu. Chỉ cần nhìn mặt là biết ngay rồi. Chắc chắn Đông Ha là gu của cậu ấy. Tại sao ông ấy lại nhìn mình như vậy? Mình nói điều gì sai sao? Ồ, cậu về rồi. Về muộn quá đó nha. Đứng đó làm gì vậy? Lại đây ngồi đi. Suwon, cậu có muốn ăn không? Có táo nè. Hi hi. Anh Hô. Đang gọt hoa quả sao? À, đúng vậy, bởi vì cậu nhóc Đông Ha của chúng ta muốn ăn táo đó mà. Dễ thương quá. À, tôi đã nói muốn ăn táo, nhưng không hề bắt Ưng Hô gọt táo nha, Su Won. Cứ tự nhiên, cậu có thể ra lệnh cho tôi, như một nô lệ cũng được. Ha ha, xẹt. Ưng Hô. À, chúng ta cũng có máy xay sinh tố đó. Muốn tôi làm nước ép trái cây không? Cậu đang chảy máu. Ồ, ha ha, không sao, không sao đâu. Dù sao thì tôi cũng sẽ bù đắp sau. Không thể nào.
Chuyện này có thể sao? Hay, tất cả là nhờ vào nỗ lực của đấng toàn năng siêu chê này. Không thể tin được là đạt được cân nặng nhanh như vậy. Tôi xúc động quá. Hiểu rồi. Tôi tuyệt quá. Vậy thì từ giờ chúng ta không cần phải chần chừ thêm nữa nhỉ? Nói anh nào. Ấy, anh Hồ, cậu nên băng vết thương trước đi. Tất nhiên rồi. Món ngon lành kia rồi.